chào tất cả quý vị khán giả và chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình tạp chí phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Có nhiều cách để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong đó có việc mỗi ngày làm một việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ gộp lại sẽ thành một công việc to. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, cô Lê Thị Nhanh hiện đang là chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ từ thiện ấp Bến Rộng, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, luôn cố gắng mỗi ngày làm được một việc tốt, để từ đó nhân rộng ra trong tất cả chị em hội viên phụ nữ ở địa phương. Trong chương trình tạp chí phụ nữ hôm nay, mời quý vị và chị em cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về tấm gương sáng của cô Nhanh. Và trong phần tiếp theo sẽ là hướng dẫn chăm sóc da mụn cho chị em do kỹ thuật viên của trường dạy nghề thẩm mỹ New Game thực hiện. Cứ đều đặn mỗi tháng, cô Nhanh cùng các chị em phụ nữ trong chi hội lại họp mặt định kỳ. Trong những buổi họp mặt đó, những thông tin mới nhất về các vấn đề có liên quan đến đời sống của chị em đều được cô Nhanh và các chị trong tổ chia sẻ cùng nhau. Việc làm đó ngoài cung cấp kiến thức cần thiết cho các chị em, còn là dịp để các chị em chia sẻ những kinh nghiệm sống và nhận được ý kiến góp ý hữu ích cho bản thân mỗi người. Ngoài ra, các chị em còn đóng góp quỹ để hỗ trợ cho những chị em hay những hoàn cảnh khó khăn đột xuất thường xuyên trong địa bàn ấp và xã. Trong buổi họp mặt hôm nay, 23 phần quà cũng được trao tặng đến tận tay cho 23 chị em khó khăn, được các chị em trong tổ bình chọn trong tháng vừa qua. Với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu hoặc neo đơn, các cô, các chị đến tận nơi thăm hỏi, động viên và tặng quà, làm ấm lòng những đối tượng cần được chăm sóc, yêu thương và sẻ chia. Tổ phụ nữ từ thiện do cô Nhanh làm tổ trưởng có 12 thành viên, hoạt động đến nay đã được hơn 10 năm. Cô Nhanh cùng các thành viên trong tổ, ngoài việc tự đóng góp vật chất của bản thân cho quỹ, tổ còn đi vận động các mạnh thường quân ủng hộ tiền, quà, dành để trao tặng hàng tháng cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn tại chi hội. Cứ thế đều đặn mỗi tháng, hoặc vào tất cả các dịp lễ Tết, những món quà ý nghĩa đã được trao đến tận tay người cần. Tính đến nay, cô Nhanh và các thành viên tổ đã vận động trao 1.200 phần quà với số tiền gần 400 triệu đồng và vận động hỗ trợ đột xuất cho 12 chị bệnh tật nghèo neo đơn với số tiền 25 triệu đồng. Hồi trước thì mình cũng gia đình khó khăn nên mình thấy là chị em khó khăn á. Rồi mình mới vận động một số người cũng như trong tổ này, thấy chị em nói thôi giờ mình thấy sao cái ấp mình sao khó khăn nhiều quá. Thôi giờ mình làm cho quà đi nha. Rồi có trong đó là đầu tiên là bà cô Út. Rồi bà mới vận động. Rồi chị em mình mới làm là làm nay chắc cũng ngoài mười mấy năm. Rồi giờ bà cũng bệnh nằm một chỗ rồi. Rồi cái tổ từ thiện này mình duy trì luôn tới bây giờ mình làm suốt luôn. Hồi đó mình làm có 7 hộ, rồi tới 8, 9, 10, rồi lên mười mấy, rồi giờ tới 23 hộ. Rồi chị em đóng góp hàng tháng, rồi chị em đóng góp, rồi quà cáp, rồi có xin một số lông hoa đó, mình cũng chở về đây. Ngoài ra, cô Nhanh cùng các hội viên còn thực hiện bếp ăn từ thiện định kỳ hàng tháng, hỗ trợ trên 1.000 suất ăn miễn phí cho phụ nữ nghèo. Các cô, các chị còn vận động ngày công và ủng hộ tiền xây dựng cứng hóa tuyến đường dài 200m ở tổ 5 trong ấp. Với kinh phí trên 11 triệu đồng, góp phần giúp bà con, kem học sinh đi lại thuận tiện và thực hiện tốt phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua thì được sự cái hỗ trợ của tổ từ thiện ấp Bến Rộng thì cái làm cho cái hoạt động phong trào của hội phụ nữ xã thì ngày càng phát triển nhiều, giúp đỡ được nhiều chị em hộ nghèo và hộ khó khăn. Thì riêng thì không phải chỉ có tổ từ thiện ấp Bến Rộng mà ra có tổ từ thiện của ấp Rộng B nữa. Nhưng điển hình nhất thì ở Bến Rộng có dì Lê Thị Nhanh thì hoạt động trong tất cả các lĩnh vực trong phong trào và hăng hái trong các lĩnh vực. Thì nhất là trong công tác từ thiện thì dì thì thường xuyên đi vận động các chị em rồi mạnh quân rồi đó, giúp đỡ cho các chị em hộ nghèo rồi Tết cũng như là các dịp lễ đó thì dì cũng tặng quà rồi có khi thì hỗ trợ tiền là để giúp đỡ cho những chị em mà bị bệnh mà hiểm nghèo á. Những việc làm mà cô Nhanh cùng các chị em hội viên phụ nữ địa phương thực hiện trong thời gian vừa qua đã góp phần phát triển phong trào hội phụ nữ ở ấp Bến Rộng, xã Thành Đức nói riêng và huyện Gò Dầu nói chung, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái trong các chị em.
Trong thời gian qua thì với cái tinh thần là tương thân tương ái, phụ nữ huyện Gò Dầu đã phát động các chị với cái tinh thần là lá lành đùm lá rách, để có thể giúp đỡ, chia sẻ đối với những cái mảnh đời, nhất là những cái phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện. Từ cái việc mà kêu gọi như thế thì đã thành lập rất là nhiều các cái tổ, nhất là cái tổ phụ nữ từ thiện, rồi bếp ăn từ thiện, vân vân, góp phần chia sẻ đối với những mảnh đời bất hạnh. Qua đó thì thu hút tập hợp hội viên phụ nữ tham gia tích cực vào các cái hoạt động phong trào của hội ngày càng đông. Học tập theo Bác là học tập suốt đời, không ngừng nghỉ, cho đến khi nào bản thân không cho phép nữa. Đó chính là suy nghĩ của cô Lê Thị Nhanh, tấm gương sáng để mọi người noi theo. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trúc Quốc, hiện nay mình là giảng viên của Học viện Thẩm mỹ New Gen. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn liệu trình laser điều trị mụn Minh Mình. Như các bạn đã biết thì khách hàng Minh Mình đây là khách hàng đang sử dụng dịch vụ bên mình. Thì lúc trước khách hàng, trước khi khách hàng đến thẩm mỹ viện Minh Mình thì da mặt của khách hàng thì sẽ là rất nhiều, hiện tại là da khách hàng rất là nhiều mụn dị ứng và nổi phiền mạn, đặc biệt ở vùng má, vùng viêm. Thì đây là khách hàng sau 4 lần điều trị da bên mình thì da hiện tại là rất là cải thiện rất là nhiều, và lỗ chân lông sẽ khít lại và mụn giảm hẳn. Chỉ là còn những cái vết thâm mụn nhẹ là mình đang điều trị thậm chí còn kế tiếp. Trước khi mình điều trị mụn thì đầu tiên các bước là mình làm sạch da. Bước sạch da là bước quan trọng trong quá trình điều trị mụn. Sau khi mình massage bằng sữa rửa mặt thì bây giờ mình sẽ lau sạch những lớp sữa rửa mặt còn lại. Sau khi mình làm bước làm sạch da thì bây giờ bước thứ hai là mình xông hơi để giúp giãn nở chân lông, để giúp cho quá trình lấy nhân mụn dễ dàng hơn. Trong quá trình xông hơi thì các bạn lưu ý là mình xông khoảng từ 2 đến 5 phút. Mình đừng xông thời gian quá lâu thì sẽ tránh trường hợp là lỗ chân lông thâm. Bước kế tiếp sau khi làm sạch da và xông hơi mặt thì bước kế tiếp là bạn sẽ hút dầu, là lấy đi những bã nhờn và mụn cám trên da còn lại trên da. Sau khi mình hút dầu đi lấy bạch bã nhờn trong da lông, bây giờ mình bước kế tiếp là nhẹ nhàng lấy nhờn. Sau khi mình đã nhẹ nhàng lấy nhờn mụn thì bước tiếp là mình sát khuẩn. Đối với da mụn mình sẽ sử dụng kem tia cực tím để giúp giảm sưng và sát khuẩn hiệu quả hơn. Sau khi mình sát khuẩn bằng tia đường tím thì mình sẽ dùng đá lạnh để giúp tình trạng da giảm sưng và giảm đỏ hơn. Sau khi mình đã đi đá lạnh để giúp giảm sưng, bước kế tiếp là mình sẽ lắp mặt nạ làm dịu da và giảm sưng trong quá trình điều trị mụn.
thì công dụng của thuốc mụn là nó giúp ta giảm sưng và điều trị mụn quả sau lần điều trị. Như các bạn đã biết, từ nãy tới giờ mình đã giới thiệu và các bước điều trị chăm sóc da điều trị bên mình là thẩm mỹ nhiều học viện thẩm mỹ New Sam. Các bạn yên tâm đến với thẩm mỹ New Sam, bạn có một làn da đẹp và đẹp tuyệt vời. Quý vị và chị em phụ nữ thân mến, chương trình tạp chí phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ thứ tư tuần đầu tiên mỗi tháng. Hẹn gặp lại quý vị và các chị em trong số phát sóng tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.